Trưa 25 tháng 6, Ban điều hành Tổ dân phố Thánh Mẫu, phường 7, Đà Lạt cho biết chỉ sau 24 giờ vận động, đến 12 giờ ngày 25 tháng 6 đã tiếp nhận được trên 800 triệu đồng của người dân trong và ngoài tổ đóng góp hoặc chuyển khoản để giúp đỡ gia đình ba cháu bé bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Như đã phản ánh, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 6 tại một ngôi nhà trên đường Nguyên Phi Ỉ Lan thuộc tổ dân phố Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, làm ba anh em ruột gồm VAK 6 tuổi, VNBA 4 tuổi và VAMA gần 1 tuổi, con của anh Vòng Anh Duy 30 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai và chị Đỗ Thị Tú 29 tuổi, quê Nghệ An, thiệt mạng. Ông Nguyễn Quang Trung, Tổ trưởng dân phố Thánh Mẫu, ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Hội chữ thập đỏ và Ban điều hành Tổ dân phố đặt thùng từ thiện gần hiện trường vụ cháy, kêu gọi người dân giúp đỡ gia đình ba cháu bị nạn. Buổi chiều 24 tháng 6, có hàng trăm lượt người dân trong tổ và nhiều phường xã khác trong thành phố Đà Lạt, người ít kẻ nhiều đóng góp vào thùng tiền. Có người còn nhận mang tiền đến ủng hộ giúp bạn bè người thân. Có mặt tại hiện trường, chị Vũ Nhật Quỳnh, ngụ đường Hai Bà Trưng, phường 6 Đà Lạt, cho biết sau khi đọc báo biết vụ hỏa hoạn làm ba cháu bé thiệt mạng quá thương tâm. Chị và bạn bè cùng người nhà đóng góp được hơn 52 triệu đồng, chị mang đến nhờ tổ dân phố Thánh Mẫu chuyển giúp đến gia đình ba cháu. Thật cảm động, ông Trương Hứng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, đã nghỉ hưu hơn 10 năm, vẫn tìm đến giúp đỡ 1,5 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho ba cháu. Có những người nông dân đi làm về, ghé vào giúp vài 300 ngàn. Các chiến sĩ công an, dân quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường cũng thể hiện tấm lòng yêu thương đối với các cháu. Đến chiều tối 24 tháng 6, vẫn có rất nhiều người tìm hỏi đường Nguyên Phi Ỉ Lan để đóng góp tiền hỗ trợ. Họ chẳng cần xưng danh tính, chẳng cần ai biết. Họ chỉ mong san sẻ chút tình yêu thương để cha mẹ ba cháu nhỏ vơi đi nỗi đau thương. Trưa 25 tháng 6, ông Trung cho biết tổng số tiền quyên góp giúp gia đình ba cháu được 805 triệu đồng. Trước khi gia đình đưa thi thể ba cháu về Định Quán, Ban điều hành tổ dân phố đã trao số tiền 210 triệu đồng. Số tiền còn lại, chúng tôi sẽ chuyển khoản cho bố mẹ các cháu để chia sẻ sự mất mát, đau thương. Ông Trung chia sẻ, chúng tôi hết sức xúc động trước tình cảm của người dân, các nhóm thiện nguyện, các tổ chức đã tìm đến để giúp đỡ gia đình ba cháu trong lúc hoạn nạn. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền trên đến gia đình các cháu sớm nhất. Đây là tấm lòng và tình cảm của người Đà Lạt dành cho các cháu bị nạn. Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, túc trực tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, suốt buổi chiều 24 tháng 6, rất nhiều đoàn thể, người dân đến thắp nhang cho ba cháu bé xấu số, đồng thời giúp đỡ tài chính cho người thân để lo hậu sự cho các cháu. Cũng theo bà Loan, chiều tối 24 tháng 6, thành phố Đà Lạt đã điều 2 xe ô tô để chở thi thể các cháu, người nhà về Định Quán, Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt, điều xe chuyên dùng chở mẹ và bà ngoại của ba cháu về Định Quán, trên xe có y bác sĩ túc trực chăm sóc. Bà Loan cho biết thêm, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã trích quỹ cứu trợ khẩn cấp 54 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình ba cháu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt hỗ trợ 10 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân phường 7 hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. Chiều 24 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đến trạm y tế phường 7 Đà Lạt thăm hỏi và hỗ trợ cha mẹ ba cháu bị nạn 50 triệu đồng. Anh Vòng Anh Duy, 30 tuổi, ba của ba cháu bé bị nạn cho biết, gia đình đã đưa ba cháu bé về đến huyện Định Quán, Đồng Nai vào khoảng 21 giờ 30 ngày 24 tháng 6 để lo hậu sự. Anh Duy cho biết thêm, quê anh ở thị trấn Định Quán, huyện Quán Đinh, Đồng Nai, nhưng anh thường đi nuôi tôm thuê ở tỉnh Ninh Thuận. Còn vợ anh là Đỗ Thị Tú, 29 tuổi, quê Nghệ An, lâu nay nuôi ba con nhỏ ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Bé nhỏ nhất mới 9 tháng tuổi. Mấy hôm trước, chị Tú đưa ba con từ Nghệ An và Ninh Thuận thăm chồng. Chiều Chủ nhật 23 tháng 6 từ Ninh Thuận, chị Tú đưa ba cháu lên Đà Lạt thăm bà ngoại đang làm thuê ở đây. Thì bất ngờ sáng 24 tháng 6 xảy ra vụ hỏa hoạn làm ba cháu tử vong. Anh Duy chia sẻ, nghe tin tôi không thể tin, quá đau lòng. Dự tính của hai vợ chồng sau khi lên Đà Lạt thăm bà ngoại, chúng tôi sẽ đưa các cháu về Nghệ An để cháu lớn chuẩn bị học lớp 1. Anh Duy bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt, các tổ chức đoàn thể, người dân tổ dân phố Thánh Mẫu, các ân nhân ở thành phố Đà Lạt và trong ngoài nước đã quan tâm giúp đỡ, chia sẻ với vợ chồng anh trong lúc hoạn nạn.
Chiều 24 tháng 6, nhiều tổ chức cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 cháu bé tử vong tại phường 7, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Xảy ra vụ việc đau lòng khiến mẹ 3 cháu bé là chị Đậu Thị Tú, 30 tuổi, bị sốc nặng, sức khỏe yếu, đang được điều trị tại trạm y tế phường 7, thành phố Đà Lạt. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ 50 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã quyết định trích quỹ cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ gia đình nạn nhân 54 triệu đồng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường 7 đã kịp thời hỗ trợ 15 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt cũng đã đóng góp 10 triệu đồng và bà con nhân dân tổ dân phố Thánh Mẫu, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, cũng sẻ chia đóng góp 210 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân. Tổng số tiền hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân cho gia đình nạn nhân là hơn 400 triệu đồng. Gia đình 3 cháu bé tử vong trong vụ hỏa hoạn có hộ khẩu thường trú tại Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ thường xuyên phải đi làm thuê ở nhiều địa phương để kiếm sống. Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, chị Đậu Thị Tú đưa 3 con nhỏ từ 1 đến 6 tuổi từ Định Quán đi thăm cha đang làm thuê tại Ninh Thuận. Chiều 23 tháng 6, chị Tú cùng 3 con đi đến Đà Lạt thăm bà ngoại. Đến 8 giờ 50 phút sáng 24 tháng 6 thì xảy ra hỏa hoạn. Trước đó, vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 24 tháng 6, người dân trên địa bàn phát hiện tại nhà số 92, đường Nguyên Phi Ỉ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt xảy ra hỏa hoạn. Mặc dù người dân trong khu vực đã nỗ lực dập lửa, nhưng đám cháy bùng phát mạnh. Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 cháu bé con của chị Đậu Thị Tú tử vong. Cơ quan công an bước đầu nhận định nguyên nhân hỏa hoạn do chị Tú đi ra khỏi nhà, quên tắt bếp ga dẫn đến cháy. Dự kiến trong tối nay, chính quyền địa phương hỗ trợ đưa gia đình và thi thể các cháu bé về Định Quán, Đồng Nai để an táng. Như đã thông tin, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà khiến 3 trẻ chết thương tâm là do mẹ của các cháu mở bếp ga rồi ra ngoài nhưng quên tắt. Sự bất cẩn đã khiến lửa bùng lên dẫn đến vụ hỏa hoạn. Từng trải qua nỗi đau mất con, bạn đọc VT chia sẻ: "Bản thân tôi là bố, từng mất một người con. Đến nay đã 31 năm rồi mà khi nghĩ lại về con, tôi còn nhói đau trong lòng. Huống chi ở đây, gia đình mất đi cùng lúc 3 cháu." Theo bạn đọc Trần Thuận, sự mất mát này quá lớn đối với vợ chồng trẻ. Xin được chia sẻ nỗi đau quá lớn này. Mọi chuyện rồi sẽ qua và nỗi đau mất người thân sẽ làm mình sống sâu sắc và biết cảm thông với những phận đời hơn. Bạn đọc Công Khanh cho rằng vụ việc này là một bài học thấm thía. Mọi người phải luôn kiểm tra ga, điện, cẩn thận trước khi ra khỏi nhà. Bạn đọc Đa Năng nhắn nhủ: "Tôi ghi một tờ giấy để ngay chỗ cửa ra vào của nhà mình. Nhất điện, nhì ga, tam nhà, tứ nước. Dặn mọi người đi ra khỏi nhà thì phải nhớ điện, bếp ga, cửa nẻo và nước máy dùng có quên khóa không." Còn bạn đọc Phú có ý kiến: "Việc quên để lửa bếp ga là chuyện thường xuyên xảy ra. Hiện nay, nhiều loại bếp ga chưa có thiết bị phát hiện nhiệt độ vượt quá cao để tự động ngắt. Mong có doanh nghiệp sản xuất nghiên cứu vì nhu cầu sử dụng an toàn rất lớn." Ngoài chia sẻ với nỗi đau của gia đình, nhiều bạn đọc mong muốn được đóng góp ủng hộ cho gia đình các cháu bé. Bạn đọc Đa Quy bày tỏ: "Thật thương tâm, mong được góp một ít lòng thành cho hai vợ chồng trẻ này." Bạn đọc Hạnh Đoàn viết: "Tội quá, tôi muốn chia sẻ trước kinh phí để gia đình lo hậu sự cho các bé được chu toàn." Chiều ngày 24 tháng 6, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức người dân đã đến trạm y tế phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để trao hỗ trợ cho thân nhân 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà tại Đà Lạt. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt hỗ trợ 54 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân phường 7 thành phố Đà Lạt hỗ trợ 15 triệu đồng, Tổ dân phố Thánh Mẫu phường 7 thành phố Đà Lạt hỗ trợ 210,7 triệu đồng, Câu lạc bộ Phước Thiện 18,6 triệu đồng. Ngoài ra, còn có nhiều cá nhân trực tiếp đến hỗ trợ thân nhân 3 cháu bé với tổng số tiền là 428,8 triệu đồng. Trong khi đó, chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công điện về việc khắc phục vụ cháy trên. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan nếu có, theo quy định của pháp luật.
Giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Trước đó, như đã thông tin, khoảng 8 giờ 50 ngày 24 tháng 6 xảy ra một vụ cháy nhà dân tại số 92 đường Nguyên Phi Ỉ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 cháu bé tử vong. 3 cháu tử vong gồm VAM 1 tuổi nam, VNBA 4 tuổi nữ và VAK 6 tuổi nam. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy do khi đi ra khỏi phòng, mẹ của 3 cháu bé quên chưa tắt bếp ga dẫn đến cháy. Khi xảy ra cháy, ông TQK, 52 tuổi, em của chủ nhà, nghe tiếng trẻ con khóc và thấy lửa cháy từ phòng bà Tâm. Ông Ca đã chạy đến đập cửa phòng bà Tâm nhưng không được, liền hô hoán cho mọi người đến cứu hỏa. Như đã đưa tin, chiều tối 23 tháng 6, chị DTT, 30 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, đưa các con lên thăm bà ngoại, bà Tâm, đang giúp việc tại một gia đình trên đường Nguyên Phi Ỉ Lan và ở lại qua đêm. Sáng 24 tháng 6, chị T ở nhà nấu ăn sáng cho các cháu, sau đó để 3 con nhỏ ở trong phòng và khóa cửa phòng đi ra ngoài mua sữa. Trước lúc đi ra ngoài, chị T bật bếp ga nấu đồ ăn nhưng quên tắt bếp gây ra vụ hỏa hoạn. Đến khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, ông TQK, 52 tuổi, em của chủ nhà, nghe tiếng trẻ con khóc và thấy lửa cháy từ phòng bà Tâm. Ông Ca đã chạy đến đập phá cửa phòng bà Tâm nhưng không được, liền hô hoán cho mọi người đến cứu hỏa. Người dân địa phương đã dùng vòi nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành vì lửa bùng phát mạnh. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Lâm Đồng điều 4 xe chuyên dụng cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các nhà xung quanh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Thái Học, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng và chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, khám nghiệm và chỉ đạo các hoạt động điều tra và thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.